Nằm trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thì trong sáng nay, các bạn sinh viên tình nguyện trường Đại học Điện lực đã ra quân và tổ chức các hoạt động tình nguyện hè nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng. Sáng nay, các bạn sinh viên đã có mặt từ sớm để sẵn sàng cho hành trình lên Tây Bắc, sửa chữa và thay thế hệ thống điện cho hàng trăm hộ dân tại xã nghèo Sa Mướn, tỉnh Điện Biên. Cái hoạt động tình nguyện của trường Đại học Điện lực nó không đơn giản chỉ là một cái hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà nó ở đây nó thể hiện được cái sức mạnh, tính hiệu quả trong công tác tình nguyện. Và sinh viên Đại học Điện lực, đoàn viên thanh niên Đại học Điện lực thông qua cái hoạt động này được rèn luyện, trải nghiệm và được cống hiến cũng như là được trưởng thành hơn. Nằm trong chuyến đi này, đội tình nguyện sẽ tham gia xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Theo kế hoạch, ngày 20 tháng 7, đoàn sẽ trở về Hà Nội để chung tay làm sạch cảnh quan, môi trường tại các nhà bia tưởng niệm, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố.